MG năm 2021, xe tàu Mark Anh sắp bán ra tại Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Khi có mặt tại thị trường Đông Nam Á và rất có thể sẽ về Việt Nam, MG năm 2021 thế hệ mới sẽ là đối thủ của những mẫu sedan cỡ C như Honda Civic, Mazda 3 hay Hyundai Elantra. Cách đây không lâu, những hình ảnh rò rỉ đầu tiên của mẫu xe MG năm 2021 mới đã được tung lên mạng. Đến nay, mẫu sedan cỡ C này mới lộ diện hoàn toàn trước ngày ra mắt chính thức. MG năm 2021 hiện là mẫu sedan nhỏ nhất của thương hiệu MG. Xe sở hữu chiều dài 4.675mm, rộng 1.842mm, cao 1.480mm và chiều dài cơ sở 2.680mm. Như vậy, MG năm 2021 có chiều dài, chiều rộng và chiều cao đều nhỉnh hơn Honda Civic cũng như Mazda 3, nhưng chiều dài cơ sở lại ngắn hơn. Bên ngoài, MG năm 2021 được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của thương hiệu gốc Anh Quốc. Ngoài MG năm mới, ngôn ngữ thiết kế này cũng đã được dùng cho mẫu sedan MG 6 và SUV Lingang. Do đó, MG năm 2021 cũng sở hữu thiết kế đầu xe, khiến người ta liên tưởng đến ô tô hạng sang Maserati. Trên đầu xe, MG năm 2021 thế hệ mới được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn, cản trước thể thao và cụm đèn pha LED sắc sảo hơn, tích hợp giải đèn LED định vị ban ngày. Đèn báo rẽ của xe nằm trong hốc gió, hai bên góc cản trước. Ngoài ra, nắp capo và đầu xe của mẫu sedan cỡ C này còn dốc xuống dưới khiến người ta nghĩ tới một khuôn mặt buồn. Bên sườn, MG năm 2021 gây ấn tượng bằng nóc dốc về phía sau và đường vai xe cao hơn trước. Xe sẽ dùng vành la răng có đường kính 16 inch trước và 17 inch sau. Đằng sau, MG năm 2021 cũng được trang bị cụm đèn hậu hình móng vuốt, lấy cảm hứng từ người anh em MG 6. Ngoài ra, mẫu sedan cỡ C này còn được trang bị cửa cốp sau tích hợp cánh gió nhỏ và hai ống xả hai bên. Bên trong mẫu sedan cỡ C này là không gian nội thất đặc trưng của xe MG. Nội thất được bọc da hai màu đỏ đen tương phản. Trong đó, ghế và mặt táp lô đều được bọc da màu đỏ khá rực. Tương tự những mẫu xe MG khác, MG năm 2021 cũng được trang bị vô lăng 3 chấu, màn hình thông tin giải trí nằm độc lập trên mặt táp lô và bên dưới là hai cửa gió điều hòa. Đằng sau vô lăng còn có bảng đồng hồ kỹ thuật, số tương tự MG Lingang. Nguồn cung cấp sức mạnh cho MG năm 2021 là khối động cơ xăng 4 xi lanh, dung tích 1,5 lít với công suất tối đa 120 mã lực. Thứ hai là động cơ xăng tăng áp, dung tích 1,5 lít, tạo ra công suất tối đa 173 mã lực. Dự kiến, MG năm 2021 sẽ chính thức được giới thiệu với công chúng trong triển lãm ô tô Bắc Kinh 2020 khai mạc vào ngày 26 tháng 9 tới đây. Hiện giá xe MG 5 thế hệ mới vẫn chưa được công bố. Sau Trung Quốc, mẫu sedan cỡ C này dự kiến sẽ được bày bán tại cả thị trường Đông Nam Á, nhưng chưa rõ có về Việt Nam hay không. Vào hồi tháng 7 năm 2020, thương hiệu MG cũng đã thâm nhập thị trường Việt Nam với hai mẫu xe ZS và HS, trong đó MG ZS có giá dao động từ 518 triệu đến 639 triệu đồng, cạnh tranh với Ford EcoSport, Hyundai Kona, Kia Seltos và Honda HR-V. Giá bán tương ứng của MG HS là từ 788 triệu đến 999 triệu đồng, cạnh tranh với Honda CR-V, Mazda CX-5 và Hyundai Tucson.